Thưa quý vị, Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương vừa ký thỏa thuận đầu tư dự án BOT nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 tại Hà Tĩnh, tổng mức vốn đầu tư dự kiến lên đến 2,2 tỷ đô la Mỹ. Theo thỏa thuận vừa được ký kết, chủ đầu tư của dự án nhà máy nhiệt điện lần này là công ty cổ phần nhiệt điện Vũng Áng 2, phối hợp với tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản. Bộ Công Thương cho biết, để đi đến hợp đồng BOT xây dựng này, các bên liên quan đã đàm phán, thảo luận trong suốt 8 năm qua. Nhiệt điện vùng Áng 2 có tổng mức vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Tổng công suất tổ máy 1 đạt 1.200 MW gồm 2 máy phát công suất 600 MW một máy. Trong đó, dự án sẽ vận hành tổ máy số 1 vào năm 2021 và tổ máy số 2 vào năm 2022. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ sử dụng nguồn than nhập khẩu. Tổng cục năng lượng cam kết sẽ tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và thu xếp tài chính cho dự án. Hiện nay, ngoài dự án nhiệt điện vùng án 2, Tổng cục Năng lượng đang được Bộ Công Thương giao quản lý và triển khai đàm phán 17 dự án BOT nguồn nhiệt điện khác, với tổng công suất khoảng 23.000 MW.